Si. Bonjour les professeurs. Aujourd'hui, on a trois traducteurs. Traducteurs, c'est moi qui va traduire la première présentation de Estelle. La deuxième présentation, c'est le docteur Hom. Et le docteur Bo qui va traduire la troisième présentation de la kinésithérapie à l'enfant. Gérard, ton micro est muet. Je te nomme aussi co-hôte. Je nomme aussi Estelle co-hôte. Voilà, comme ça vous allez pouvoir partager vos écrans. Très bien. Alors. Super, on le voit. C'est parfait. Eh ben, j'attends juste un petit signe de votre part pour démarrer. Peut-être que Gérard, je ne sais pas si. Ah ouais, non. Ouais, on ne t'entend toujours pas, Gérard. Tu nous entends, toi, ou pas? Oui. Fais-moi un signe, Gérard, Il à défaut d'entendre ta voix. fait des signes désespérés. Bon, écoute, Estelle, non, je pense que on peut commencer et puis Marche. Gérard nous enverra des messages par le Par chat la plus tard. boîte. Très bien. Eh bien, Oui. bonjour à tous. Je m'appelle Estelle Wozniak et donc je suis kinésithérapeute à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur le thème du désencombrement bronchique. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Esten Gunyak, tôi là kỹ thuật viên về phục hồi chức năng làm việc tại bệnh viện Pitié-Salpêtrière. Hôm nay tôi sẽ trình bày với các bạn về các cái kỹ thuật làm thông thoáng phế quản. Donc c'est un thème qui est assez large et peut-être pour commencer et introduire la thématique, on va pouvoir faire une petite présentation rapide des différentes techniques qu'on a pu recenser dans la littérature, qui est presque exhaustive, probablement qu'il en manque un petit peu, mais déjà pour vous donner une idée de tout ce qui existe dans la littérature internationale. Esten, est-ce que vous pouvez parler un peu lentement? Bien sûr, oui. Oui, trước khi mà chúng ta sẽ đi vào các cái kỹ thuật cụ thể của thuật mà đã được mô tả ở trong các cái bằng chứng khoa học về về trong có giá trị trong cái việc mà giúp việc làm thông thoáng phế quản. Donc, évidemment, on ne pourra pas parler de toutes ces techniques aujourd'hui. On a fait une présélection en concertation avec le docteur Onhan. Et les techniques dont nous allons parler aujourd'hui sont les techniques qui sont indiquées par une flèche rouge. Thì đây thực tế là tất cả các cái kỹ thuật, tuy nhiên chúng ta cũng sẽ không nói đến tất cả các cái kỹ thuật này mà chúng ta sẽ các cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ trình bày ngày hôm nay chính là các kỹ thuật mà có mũi tên màu đỏ, các bạn nhìn thấy ở trên màn hình. On va donc parler de certaines techniques qui sont manuelles et également de techniques instrumentales, avant de terminer par aborder le thème des adjuvants en kinésithérapie respiratoire. Chúng ta sẽ nói một số các cái kỹ thuật mà phục hồi chức năng hô hấp sử dụng tay cũng và một số các cái kỹ thuật mà sử dụng các cái dụng cụ để hỗ trợ phục hồi chức năng hô hấp và cuối cùng là các cái biện pháp điều trị hỗ trợ để giúp tăng hiệu quả của phục hồi chức năng hô hấp. Voici donc le plan de présentation pour aujourd'hui. Đây là cái phần mà dàn bài mà chúng tôi sẽ trình bày ngày hôm nay gồm có 3 phần như đã trao đổi với các bạn vừa xong. La première technique manuelle dont on va pouvoir parler est la technique d'augmentation de flux expiratoire. Kỹ thuật đầu tiên là cái kỹ thuật mà tăng cái lưu lượng thở ra. Cette technique ainsi que les autres que nous allons présenter ensuite fait partie d'un ensemble de techniques nommées modulation de flux expiratoire. Về kỹ thuật thì chúng ta sẽ trình bày sau đó. Đó là một trong nhiều các cái kỹ thuật đã được mô tả giúp trong phục hồi chức năng hô hấp để làm tăng cái lưu lượng thở ra. Du point de vue de la littérature scientifique, cet ensemble de techniques a un faible niveau de preuve d'efficacité dans la littérature, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'en servir.
Có rất nhiều các cái kỹ thuật đã được mô tả trong các cái tài liệu của Pháp và quốc tế, tuy nhiên thì nhìn chung mức độ bằng chứng về khoa học thì thấp. Les principes communs de l'ensemble de ces techniques sont les suivants. Tout d'abord, il faut localiser l'endroit de l'encombrement. Về nguyên tắc chung của các cái kỹ thuật này thì đầu tiên đó là xác định cái vị trí tắc nghẽn, ứ đọng của phế quản. Puis faire ventiler la personne au niveau de la région que l'on a repérée comme étant encombrée. Và tiếp theo là bước thứ hai là chúng ta sẽ thực hiện thông khí, tăng thông khí ở cái vùng mà chúng ta xác định là có ứ đọng đó. Et enfin, permettre de mobiliser les sécrétions dans ces territoires en modulant les débits et les volumes respiratoires du patient. Và thứ ba là giúp huy động các cái chất tiết nhầy ra ngoài bằng cách điều chỉnh lưu lượng và thể tích thở. Voici donc cette première technique d'augmentation de flux expiratoire, AFE. Đầu tiên là đây là kỹ thuật đầu tiên để giúp tăng lưu lượng thở ra, viết tắt là AFE. C'est une technique qui est assez peu codifiée dans la littérature et donc elle peut être pratiquée de différentes manières. Đây là một kỹ thuật mà cũng đã được mô tả trong y văn và được thực hiện là một cái kỹ thuật mà có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Le principe général est tout d'abord de demander au patient d'inspirer profondément par le nez, puis de maintenir. Ah, pardon. Nguyên các tắc cơ bản của cái kỹ thuật này đầu tiên là chúng ta là đề nghị bệnh nhân hít vào sâu qua mũi. D'effectuer une pause en fin d'inspiration une fois que les poumons sont bien gonflés pour que l'air puisse se répartir de manière homogène dans les poumons. Và khi mà bệnh nhân hít sâu qua mũi thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân là dừng hít thở sau khi đã hít sâu thì sẽ yêu cầu dừng hít vào qua mũi để cho không khí có thể đi vào trong phổi một cách tự động. Et enfin, de lui demander d'expirer par la bouche, soit à lèvres pincées, soit avec la bouche grande ouverte, ce qu'on appelle la glotte ouverte. Và sau tiếp đó là chúng ta sẽ đề nghị bệnh nhân là thở ra qua miệng, có thể là với trong thở ra qua miệng với cái hai môi mím lại hoặc là có thể mở miệng và với thanh môn mở. On va pouvoir demander au patient de moduler son débit expiratoire en fonction de la localisation de l'encombrement, ce qu'on va pouvoir expliquer grâce à la courbe débit-volume que vous avez en bas à droite de la diapositive. Chúng ta cũng có thể yêu cầu bệnh nhân điều chỉnh cái lưu lượng thở ra tùy thuộc vào cái vị trí tắc nghẽn mà có thể chúng ta sẽ giải thích ở trong cái đường cong lưu lượng thở ra. Pour mobiliser des sécrétions qui se trouveraient dans les régions proximales, dans les plus gros troncs bronchiques, on pourrait demander, à l'image de cette courbe, au patient d'expirer rapidement et sur une courte période. Để có thể giúp huy động các cái chất tiết ở phế quản gần ra ngoài thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân thở với cái lưu lượng thở ra nhanh. Et pour mobiliser des sécrétions qui seraient localisées plus loin dans l'arbre bronchique, eh bien nous pourrions demander aux patients d'expirer beaucoup plus longtemps et doucement pour qu'ils parviennent à vider ses poumons le plus profondément possible. Và để huy động các cái chất tiết nằm ở các cái phế quản xa rồi gần phế nang thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân là thở ra thật là từ từ và chậm để có thể giúp làm di chuyển các cái chất tiết nhầy đi ra ra các cái phế quản gần và để bệnh nhân có thể thở ra được hết. Pour vous illustrer cet exemple, hop, voici une petite vidéo d'un patient que vous allez revoir très souvent dans cette présentation. Để các bạn có thể dễ hiểu hơn thì chúng tôi sẽ mời các bạn xem một cái vidéo nhỏ. Donc là, nous allons voir les AFE dites lentes, c'est-à-dire pour mobiliser les sécrétions distales loin dans les poumons. Ở đây thì chúng tôi sử dụng để có thể giúp huy động các cái chất tiết ở xa, ở các cái nhánh xa của phế quản. Le patient donc inspire lentement, profondément. Bệnh nhân được yêu cầu hít vào một cách từ từ sâu. Et souffle de la même manière avec la bouche très peu ouverte de sorte à créer une pression expiratoire positive. Và thở ra cũng với cái thở ra từ từ và chậm sâu với miệng mở, hơi mở. Alors, malheureusement, je crois que le son sur la vidéo est désactivé. Je ne sais pas si vous l'entendez,
mais on entend que ces respirations permettent de mobiliser des sécrétions quand on écoute sa respiration. Vì là video này có thể các bạn không nghe được, tuy nhiên thì với cái video thật có thể nghe được tiếng thì có thể nghe được cái tiếng di chuyển của các cái chất tiết. Puis, lorsqu'on ressent que les sécrétions, donc soit le patient, soit le thérapeute, sous ses doigts, comme là ma main est positionnée sur sa poitrine, ça peut être soit suffisant pour faire remonter les sécrétions, soit on peut passer à la deuxième technique d'AFE rapide. Vous pouvez répéter. Cette technique-là, elle peut suffire, comme on voit sur la vidéo, à faire expectorer le patient. Si on sent cependant qu'il y a besoin de modifier la vitesse des expirations et d'aller plus rapidement, on peut passer à la deuxième technique d'AFE rapide. Đây là cái kỹ thuật này cuối cùng thì là bệnh nhân cũng đã khạc được đờm ra. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà bệnh nhân không thể khạc đờm ra được thì chúng ta có thể thực hiện tiếp một cái kỹ thuật thứ hai với cái lưu lượng thở ra nhanh hơn để có thể huy động chất tiết ở phế quản gần. Donc là, vous allez voir, pardon, c'est un petit peu différent. Le patient va inspirer et expirer très vite, très fort, avec la bouche grande ouverte. Cái video tiếp theo bên cạnh thì hơi khác một chút là bệnh nhân thở ra với cái lưu lượng thở hít vào thở ra nhanh hơn, mạnh hơn và với cái miệng mở to hơn. Chúng ta có thể thấy hơi thở ra, tiếng thở ra của bệnh nhân to như bạn vừa diễn tả. De manière générale, dans une séance de kinésithérapie, on a plutôt tendance, lorsque l'encombrement est distal, à commencer par la première technique, puis à continuer avec la deuxième. Vấn đề là ở trong phổi chức năng hô hấp thì chúng ta cần phải khám để đánh giá bệnh nhân xem là cái việc cái ứ đọng đó nó là ở phế quản gần hay phế quản xa để chúng ta có thể thực hiện cái kỹ thuật hít vào thở ra chậm từ từ với cái việc huy động chất tiết ở xa hoặc là sử dụng cái kỹ thuật mà thở ra với lưu lượng thở ra nhanh mạnh với trường hợp mà chất tiết ở gần ở các cái phế quản gần. Voilà pour cette première technique d'augmentation de flux expiratoire. La seconde technique manuelle dont nous allons pouvoir parler est la technique d'expiration lente totale, glotte ouverte en latérocubitus. Kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật thở ra chậm với thanh môn mở hoàn toàn và ở tư thế nằm nghiêng, viết tắt là N-gôn. C'est une technique dont le nom est très long, mais ça a l'avantage d'expliquer vraiment comment elle est pratiquée et composée. Đây là cái kỹ thuật có tên rất là dài, tuy nhiên thì trong thực hành thì cái kỹ thuật này nó rất là hữu ích. On va demander dans cette technique au patient de se placer sur le côté avec le poumon à désencombrer, la région qui est encombrée, contre la table ou contre le lit, donc vers le bas. Chúng ta sẽ để thực hiện kỹ thuật này thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân nằm nghiêng với cái bên vùng phổi mà bị ứ đọng ấy thì sẽ tựa trên bàn hoặc là có thể là tựa trên giường. Comme vous pouvez le voir sur le schéma en bas à gauche, l'intérêt de cette position est de placer le diaphragme dans une position qui soit favorable à son bon travail, de sorte à ce que la ventilation soit de la meilleure qualité possible. Về tư thế của bệnh nhân thì chúng ta có thể nhìn thấy như là hình mô tả hình ảnh ở bên trên trái và ở tư thế như vậy thì cái cơ hoành ở phía dưới của cái bên phổi ứ động thì sẽ có cái khả năng di động được tốt nhất. Dans cette technique, en plus du positionnement sur le côté, on va demander au patient d'expirer lentement par la bouche et à glotte ouverte, en commençant au niveau de la capacité résiduelle fonctionnelle et en expirant jusqu'au bout du volume de réserve expiratoire. Ở trong cái với cái kỹ thuật này thì chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân thở ra từ từ và chậm với miệng mở lớn để có thể mở hoàn toàn thanh môn và cái kỹ thuật này thì nó khởi đầu từ cái dung tích cặn chức năng và bệnh nhân được yêu cầu thở ra thật hết cho đến thể tích khí cặn. Alors, de la même manière que tout à l'heure, une petite vidéo pour vous illustrer cette technique. Chúng ta sẽ cùng xem video về kỹ thuật này. Donc là, on commence par demander au patient d'expirer lentement et complètement par la bouche.
Chúng ta yêu cầu bệnh nhân thở ra một cách từ từ và chậm, hết sức qua miệng với miệng mở. Puis de venir non pas inspirer, mais relâcher son expiration, comme si on avait un élastique qu'on avait mis en tension et qu'on venait le relâcher pour que les poumons se gonflent d'eux-mêmes sans forcer. Khi ở cuối thì thở ra, chúng ta sẽ thả tay một chút để cho bệnh nhân có thể thả lỏng và để tiếp tục hít vào rồi thở ra. Comme c'est une technique lente, c'est une technique qui est davantage destinée au désencombrement des troncs bronchiques plus périphériques, plus distaux. Với kỹ thuật này thì chúng ta sẽ giúp là làm giảm cái tình trạng ứ động ở phế quản, ở các cái phế quản mà ở ngoại vi, ở xa. Thì chúng ta có thể thấy là tay của kỹ thuật viên thì một tay là để lên lồng ngực ở phía bên đối với bên phổi bên trên và một tay thì để ở bụng của bệnh nhân phía dưới. Voilà pour cette technique-ci. La dernière dont je voulais vous parler, mais peut-être qu'Ingrid creusera davantage le sujet tout à l'heure, c'est la technique du drainage autogène. Về kỹ thuật thứ ba đó là kỹ thuật tự dẫn lưu. C'est une technique qui est extrêmement codifiée et qui se déroule en trois phases. Đây là một cái kỹ thuật mà gồm có 3 pha. Une première phase de décollement des sécrétions, une phase de collection des sécrétions et enfin une phase d'évacuation. Như trên hình mô tả, chúng ta có thể thấy pha 1 đó là pha làm lỏng các cái chất tiết, giúp làm lỏng lỏng các cái chất tiết ra khỏi đường dẫn khí. Tiếp theo là giai đoạn mà thu lượm các cái chất tiết và giai đoạn 3 là giai đoạn hút các cái chất tiết ra. C'est une technique qui est très essentiellement, à ma connaissance, utilisée chez les patients atteints de mucoviscidose. Đây là một kỹ thuật mà rất là hiệu quả đối với các bệnh nhân mà bị mắc bệnh xơ nang. Donc, que je pratique personnellement peu, c'est pourquoi vous n'aurez malheureusement pas de vidéo de ma part sur cette technique. Rất tiếc là cái kỹ thuật này hiện tại thì thực hành không nhiều và vì vậy mà không có cái video cho các bạn xem. Néanmoins, le principe de base est tout d'abord de faire expirer le patient au maximum. Về kỹ thuật thì đầu tiên là chúng ta sẽ yêu cầu bệnh nhân là thở ra hết sức, thở ra tối đa. Puis ensuite, de toujours mobiliser l'équivalent de son volume courant, d'abord dans son volume de réserve expiratoire, puis dans son volume courant et enfin dans son volume de réserve inspiratoire. Đầu tiên thì bệnh nhân sẽ được yêu cầu là thở ra từ từ hết sức đến thể tích khế cặn. Sau đó thì bệnh nhân sẽ được yêu cầu là hít vào thở ra bình thường giống như khi mà thực hiện một cái nhịp thở thông thường ở thể tích khí lưu thông. Với cái việc mà bệnh nhân thở ra từ từ hết sức như vậy thì nó sẽ giúp làm di chuyển các cái chất tiết, làm bong các cái chất tiết ở trong lòng của các cái đường dẫn khí phế quản phế nang ra. L'avantage de cette technique, a priori, est qu'elle serait à même de faire générer au patient des débits expiratoires, plus rapides, donc qui permettraient de décoller les sécrétions, même dans les plus petits troncs bronchiques. Vous pouvez répéter? Oui. Cette technique permettrait de faire que le patient puisse produire des débits expiratoires plus rapide, même dans les petits troncs bronchiques. Kỹ thuật này thì có thể thực hiện cả những cái bệnh nhân mà có các cái vấn đề về bệnh lý đường thở ngay ở các cái nhánh đường thở lớn, phế quản lớn, bệnh nhân có thể thực hiện cái việc mà thở ra nhanh. Voici donc pour les techniques manuelles. On va pouvoir passer à la partie instrumentale. Vừa rồi là các cái kỹ thuật mà làm thông thoáng đường thở sử dụng tay. Tiếp theo là các kỹ thuật dùng dụng cụ. La première famille d'instrumentation dont on a souhaité vous parler aujourd'hui sont les PEP oscillantes, les pressions expiratoires positives oscillantes. Phần đầu tiên trong cái phần sử dụng các cái dụng cụ thì tôi muốn trình bày với các bạn về PEP, tức là áp lực dương trong thì thở ra, dao động. Alors, ces PEP oscillantes, leur principe d'action in vitro, il repose à la fois sur un effet PEP et des oscillations, ça paraît logique. Nguyên lý hoạt động của PEP này ở trong phòng thử nghiệm là gồm có hai nguyên lý, đó là áp lực thở ra dương và dao động xung.
L'effet PEP va permettre de lutter contre le collapsus bronchique à l'expiration en créant comme un petit coussin d'air à l'intérieur de la bronche qui va l'empêcher de se fermer. Nguyên lý của cái thở áp áp lực dương mục đích là áp lực dương ở thì thở ra nhằm mục đích để chống lại cái sự xẹp phế quản trong đường thở ra với cái tạo ra một cái áp lực Sao? nhỏ để giúp cho cái đường thở nó không bị xẹp lại trong quá trình bệnh nhân thở ra. Les oscillations, quant à elles, de par leur Sound. fréquence, Les oscillations, quant à elles, de par leur fréquence, vont stimuler le battement des cils bronchiques d'une part. Về các cái dao động xung thì nó mục đích của cái các cái kích thích dao động xung với cái tần suất là đều nhằm mục đích là kích thích cái hoạt động của các cái lông chuyển phế quản. Et permettre de créer un flux d'air turbulent qui va aider à la fois à la mobilisation et à la fluidification des sécrétions. Và tạo ra cái luồng không khí xoáy giúp có thể di chuyển và huy động các cái chất nhầy. Alors, il existe beaucoup de dispositifs présents sur le marché et la question qu'on peut se poser, c'est bah, qu'est-ce qui les différencie? Có rất nhiều các cái thiết bị mà tạo ra cái PEP áp lực thở ra dao động trên thị trường và nó chia chia ra làm hai cái nhóm. On peut les classer en deux catégories. Les dispositifs présentés à gauche de la diapositive vont pouvoir être utilisés en fonction de la gravité, tandis que ceux de droite ne sont pas dépendants de la gravité. Hai cái nhóm này gồm loại nhóm thứ nhất ở bên tay phải đó là các cái dụng cụ mà phụ thuộc vào trọng lực và nhóm thứ hai là các cái dụng cụ mà không phụ thuộc trọng lực. Tous ceux de gauche ont un principe commun. À l'intérieur de cette partie se trouve une bille en acier. Et lorsque la personne, le patient, va expirer à l'intérieur du dispositif, cette bille va vibrer et créer à la fois la PEP et l'oscillation. Cấu tạo đối với các cái thiết bị mà phụ thuộc trọng lực thì ở đầu của cái thiết bị nó có một cái viên bi ở bên trong có thể di chuyển được và khi mà bệnh nhân ngậm vào cái đầu thổi ở phía dưới để thở vào thì sẽ làm cho cái viên bi nó rung và tạo ra cái dao động giúp làm di chuyển và huy động các cái chất nhầy. Le niveau de PEP ainsi que l'amplitude des oscillations va dépendre de la position du dispositif. S'il est tenu bien à la verticale, le niveau de PEP sera plus faible et les oscillations également, alors que si on l'incline légèrement et qu'on le rapproche de l'horizontale, la PEP sera plus élevée, de même que les oscillations. Các cái thiết bị này thì hoạt động phụ thuộc vào trọng lực và nó thay đổi rất nhiều tùy theo cái tư thế của cái thiết bị mà chúng ta để. Nếu như mà chúng ta để cái thiết bị nó ở cái mặt phẳng mà ngang thì cái trọng lực nó sẽ thấp và vì vậy mà cái việc mà ngược lại nếu như chúng ta dựng đứng nó lên thì cái trọng lực nó sẽ lớn và yêu cầu cái thở lưu lượng thở ra của bệnh nhân sẽ lớn cũng như là cái tần suất mà dao động cái xung dao động tạo ra sẽ lớn. Les dispositifs de droite, quant à eux, ne sont pas soumis à la gravité pour le réglage de la résistance. Cái loại nhóm thứ hai là cái nhóm mà thiết bị sự không phụ thuộc vào trọng lực thì cái sức cản của nó không có thể điều chỉnh được. L'acapella se règle par un système de. Ah, voilà. Par un système à l'arrière, par un cadran à l'arrière du dispositif. Ở mỗi thiết bị này thì nó có một cái bộ phận để chúng ta có thể điều chỉnh được cái sức cản. Et la résistance sera créée à l'intérieur par un aimant qui va venir basculer et se coller et se décoller. Comment? Le système qui crée la résistance se base sur un aimant qui va créer des vibrations à l'intérieur. Vì khi mà chúng ta tạo ra cái thay đổi điều chỉnh cái sức cản như vậy thì khi bệnh nhân thổi vào thở ra vào cái dụng cụ đó thì sẽ giúp tạo ra cái rung và giúp gây ra các cái xung động tạo ra các cái xung động rung ở trong phế quản của bệnh nhân. Et pour le dernier dispositif, la résistance et les oscillations seront créées par une valve unidirectionnelle et la résistance peut être réglée à la partie basse. Và cái thiết bị cuối cùng cũng ở trong cái phần mà các cái thiết bị mà tạo PEP dao động là không phụ thuộc vào trọng lực thì cái áp lực của nó được điều chỉnh phụ thuộc vào có cái bộ phận điều chỉnh và có một cái van ở trong đó và cái sự hoạt động của cái van đó tạo ra cái áp lực di động cái xung dao động ở trong đường thở.
La question qu'on peut se poser en voyant tous ces dispositifs, c'est donc, est-ce qu'il y en a qui est en a un qui est supérieur aux autres? Vấn đề đặt ra là có rất nhiều các cái thiết bị đa dạng như thế này. Vậy thì trong thực hành thì cái hiệu quả của một cái thiết bị như thế nào? Alors, je me permets. On a effectivement un travail qui a été effectué en Belgique, dont l'objectif était d'évaluer si un des dispositifs était bien supérieur aux autres. Et on a l'impression qu'effectivement, oui. Đây là một cái nghiên cứu được thực hiện để so sánh giữa cái hoạt động của các cái thiết bị tạo pep dao động khác nhau để nhằm mục đích tìm ra là liệu có một cái thiết bị nào ưu việt hơn trong số những cái thiết bị này không. Thì cái nghiên cứu này câu trả lời cho cái câu trả lời là có. L'objectif de cette étude était d'évaluer si les niveaux de PEP affichés par les constructeurs étaient satisfaisants et suffisamment importants. Ils avaient déterminé 10 cm d'eau minimum comme étant le seuil d'efficacité. Mục đích của cái nghiên cứu này là để xem với các cái mức độ mà trở kháng khác nhau thì cái pep mức pep tạo ra ở cái mức khoảng dao động khoảng 10 tần số 10 Hz ở Et, mỗi cái thiết bị này. Oui. pour les oscillations, il souhaitait que la fréquence puisse être proche de 12 Hz, soit la fréquence de battement des cils bronchiques. Và với các cái thiết bị này thì cái mức pep người ta thấy rằng là cái mức mà cái tần suất dao động xin lỗi pep là trên 10 cm nước và cái tần suất dao động phải ở mức trên 12 Hz thì là đảm bảo là có hiệu quả. Dans ce travail, il a été mis en évidence qu'a priori, les premiers dispositifs que vous voyez en haut du podium, c'est-à-dire le flutter et le Gelonuc, sont les dispositifs les plus performants. Giả thuyết trong cái nghiên cứu này đầu tiên thì họ đặt ra giả thuyết là hai cái thiết bị đầu tiên là cái flutter, cái đường màu đỏ và cái genomic là hai cái loại mà tốt nhất. Deuxième question qu'on peut se poser, est-ce qu'il existe des dispositifs qui financièrement sont peut-être moins coûteux? Je ne sais pas si c'est le cas au Vietnam, mais en France, ces dispositifs-là ne sont pas pris en charge et c'est aux patients de les acheter. Và một cái câu hỏi thứ hai mà các nghiên cứu đặt ra là về cái chi phí của các cái thiết bị này như thế nào, bởi vì là cái chi phí đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc mà đóng vai trò rất quan trọng trong cái khả năng mà chi trả của bệnh nhân. Ah, je n'arrive plus à passer ma diapositive. Ah voilà, c'est bon. Donc, en ce qui concerne les coûts des dispositifs, voici ce que j'ai pu trouver sur Internet. Et si les modérateurs vous donnent le PowerPoint, en passant votre curseur dessus, vous pourrez trouver la référence la moins chère que j'ai trouvée sur Internet, si cela vous intéresse. À noter, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Đây là cái giá mà của các cái thiết bị này có thể tìm thấy được niêm yết mà xem ở trên internet thì có thể thấy là cái thiết bị mà loại flute màu xanh đấy là cái loại mà rẻ nhất là 38 trong khoảng từ 38 đến 59 euro. Je reviens rapidement sur une diapositive précédente que j'avais passée. Excusez-moi, j'ai un petit souci de contrôle informatique. Simplement pour vous préciser que du coup, ces dispositifs, ils sont plutôt à réserver pour les patients avec des pathologies obstructives sécrétantes. Vậy thì các cái thiết bị mà pep dao động này thì có thể chỉ định cho đối tượng nào thì thường dùng ở những cái bệnh nhân mà có tình trạng bệnh lý tắc nghẽn. Au niveau des effets que l'on retrouve chez ces patients, on a l'impression que ça permet de mieux fluidifier les sécrétions et également de diminuer l'inflammation que l'on retrouve dans le mucus bronchique.
Về cái chỉ định của đối tượng thì ở các bệnh nhân mà có tình trạng tắc nghẽn với các bệnh lý là tăng tiết dịch nhầy ở phế quản như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, xơ nang rồi giãn phế quản, và trên cái nghiên cứu lâm sàng và phòng thí nghiệm thì thấy rằng là cái thiết bị này nó giúp thay đổi cái lưu biến, tức là sự di chuyển dao động và di chuyển của chất nhầy, và cũng như là giảm các cái tế bào viêm trong dịch nhầy. Néanmoins, sur le long terme, il existe seulement de faibles niveaux de preuve de leur efficacité dans la littérature et il n'y a pas de supériorité, par exemple, dans la mucoviscidose d'une PEP oscillante par rapport à une PEP classique. Tuy nhiên thì đó là nghiên cứu ở trong ngắn hạn, còn trong dài hạn thì hiện tại là cũng chưa có các nghiên cứu để đánh giá về hiệu quả của cái biện pháp này. Và ở đối với lại bệnh xơ nang thì cái việc sử dụng cái các cái dụng cụ thiết PEP dao động này cũng không chứng minh được là có hiệu quả vượt trội trong việc tăng thể tích đờm hoặc là FEV1 so với lại sử dụng PEP cố định. On va pouvoir terminer la revue des techniques instrumentales, hop là, avec les IN exsufflateurs. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến một cái thiết bị nữa, đó là máy hỗ trợ ho in-exsufflateur. Alors, le principe des IN exsufflateurs se base en deux étapes. Nguyên lý hoạt động của máy này dựa trên hai cái giai đoạn, hai bước. La première partie consiste en une hyperinsufflation avec une pression positive qui va aider le patient à gonfler ses poumons avant de tousser. Đầu tiên là ở thì hít vào thì máy sẽ tạo ra một cái áp lực dương thổi vào để giúp làm tăng cái thể tích hít vào trước khi ho. La deuxième étape sera une pression négative qui va, comme un aspirateur, aider le patient à expirer rapidement pour mimer la toux. Tiếp theo ở cái giai đoạn thở ra thì máy sẽ tạo ra một cái áp lực âm để giúp hỗ trợ bệnh nhân thở ra và cũng giúp có thể đẩy được các cái chất tiết và dịch nhầy kích thích cái phản xạ ho của bệnh nhân. Ce qu'il est extrêmement important de noter, c'est que cette technique-là, elle va s'appliquer pour les patients qui vont avoir un déficit de la force de toux. Về cái máy này thì được chỉ định cho trong các trường hợp bệnh nhân có giảm cái khả năng ho mạnh. Et on parle de déficit de force de toux à partir du moment où le débit expiratoire de pointe à la toux est inférieur à 270 litres par minute. Và chỉ định trong trường hợp mà lưu lượng thở ra của bệnh nhân là dưới 270 lít trên phút. Et l'indication à cet appareillage mécanique est a priori certaine si le débit expiratoire de pointe est inférieur à 160 litres par minute. Và chỉ định chắc chắn là trong trường hợp mà cái lưu lượng thở ra mạnh của bệnh nhân là dưới 160 lít phút. Ce débit expiratoire de pointe, vous pouvez le mesurer facilement avec des peak flow, comme chez les patients asthmatiques. Et ça peut être en pratique quelque chose de très utile pour savoir si oui ou non. Un de vos patients doit être appareillé avec ce type de dispositif. Và để đo được cái lưu lượng này thì chúng ta sử dụng rất là đơn giản cái máy đo lưu lượng đỉnh, cái dụng cụ đo lưu lượng đỉnh để có thể đo thôi ạ. Pour quel type de patient du coup cela s'adresse? Eh bien plutôt des patients pour le coup avec un profil restrictif et avec un déficit de force de toux. Vậy thì cái kỹ thuật này được chỉ định cho những cái bệnh nhân mà có cái tình trạng hạn chế với giảm cái sức ho. Comment vous allez faire fonctionner cet appareil? Eh bien, vous allez d'abord régler vos pressions inspiratoires positives et expiratoires négatives avec un temps de pause si le patient le souhaite. Để nói nốt về các cái đối tượng bệnh nhân được chỉ định thì chủ yếu là các cái nhóm bệnh nhân mà mắc bệnh lý thần kinh, rồi bệnh nhân sau khi điều trị hồi sức tích cực, các cái bệnh nhân vẫn có thể còn khả năng tự chủ về hô hấp hay không. Về cái cài đặt máy thở thì đầu tiên là sẽ phải cài đặt cái áp lực thì thở ra dương và áp lực thì thở ra âm, và cài đặt thời gian nghỉ. Et si le patient est coopérant, vous pouvez tout à fait lui demander de participer aux phases inspiratoires et expiratoires. Và nếu như trong trường hợp bệnh nhân có thể tỉnh táo, tự chủ được, chúng ta cũng có thể đề nghị bệnh nhân tham gia vào quá trình hít vào và thở ra. Je ne voulais pas préciser tout à l'heure, mais on peut le voir sur la diapositive précédente. Ce dispositif peut être utilisé soit par masque, soit également sur embout de canule de trachéotomie. Cái máy này thì chúng ta có thể sử dụng hoặc là thông qua cái mắt thở mũi miệng, hoặc là có thể sử dụng thông qua cái dụng cụ mà dây ống cắm vào mở khí quản của bệnh nhân.
Pourquoi je vous précise ça? C'est qu'il faut faire extrêmement attention, comme il s'agit d'un circuit simple, en particulier si vous l'utilisez chez des patients sur cannule de trachéotomie. Si vous l'utilisez trop longtemps, il y a peut-être un risque de réinhalation du dioxyde de carbone. Và chúng ta có thể thấy là với cái việc mà thở ra một với cái hệ thống một dây ống như vậy thì vì chỉ có một dây ống thôi, như với cái bệnh nhân này là cái bệnh nhân mà nằm viện rất là lâu, cái sức cơ yếu như vậy thì cái nguy cơ mà bệnh nhân sử dụng với một cái dây ống như vậy là có nguy cơ hít lại khí CO2. En règle générale, on préconise d'effectuer entre 5 et 10 cycles d'inexsufflation avec des pauses pour éviter ce risque de réinhalation. Trong thực hành thì chúng ta sẽ sử dụng sẽ cho bệnh nhân thở từ 5 cho đến 10 là 10 cái nhịp thở với cái thiết bị này. Và sau đó thì chúng ta có những cái khoảng nghỉ để tránh cái nguy cơ mà bệnh nhân có thể hít lại CO2 do sử dụng do thực hiện quá lâu. Quels sont les effets du coup de cette technique-là dans la littérature? Eh bien, on a l'impression que chez les malades neuromusculaires, alors certaines études se contredisent un petit peu, mais on a l'impression que c'est la technique vraiment la plus efficace quand vous couplez inexsufflation, donc ces appareils-là, avec les appuis abdominaux et thoraciques pour aider la personne à se désencombrer. Về trong y văn nghiên cứu thì kỹ thuật này có thể có hiệu quả những cái bệnh nhân mà mắc bệnh lý thần kinh cơ, có thể giúp tăng lưu lượng đỉnh khi ho và được thực hiện tốt nhất khi mà có cả cái sự hỗ trợ bằng tay đặt ở ngực và bụng. Une autre petite précaution dont on peut parler, c'est si vous avez un patient avec une atteinte au niveau du bulbe rachidien et qui commande la tonicité des voies aériennes supérieures, cette technique peut être moins efficace. Một điều lưu ý là cần phải cẩn thận ở những cái bệnh nhân mà có chấn thương ở vùng tủy sống thì thông thường là nó sẽ có cái tình trạng là giảm các cái trương lực cơ của các cái cơ ở vùng đường hô hấp trên và vì vậy mà kỹ thuật này sẽ giảm hiệu quả. Sauf si le patient est trachéotomisé, mais on ne va pas trachéotomiser tous les patients. Trừ trường hợp là bệnh nhân đã được mở khí quản rồi, tuy nhiên thì không phải trường hợp nào bệnh nhân cũng được mở khí quản. Voilà une petite vidéo de comment ça a pu se passer avec l'un de nos patients. En haut à gauche, vous voyez l'écran de l'inexsufflateur qui est posé ici. Đây là một cái video về áp dụng cái kỹ thuật sử dụng máy hỗ trợ ho này. Chúng ta có thể nhìn thấy màn hình máy ở phía đầu giường của bệnh nhân. Alors, là comme il n'y a pas le son, il va surtout falloir regarder l'écran ici. Lorsque la machine insuffle de l'air au patient, vous voyez cette petite colonne bleue, hop là, qui se gonfle. Hop là. Et quand la machine reprend l'air, vous avez cette petite partie jaune qui apparaît. Chúng ta có thể nhìn thấy ở các cái thì bệnh nhân mà hít vào thở ra máy máy đẩy vào đẩy ra thì nó có cái sự thay đổi màu sắc của cái màn hình máy vì nó ở khá là xa nên là cũng không nhìn rõ lắm. Et à chaque expiration, mon collègue appuie sur l'abdomen du patient pour lui donner un débit expiratoire encore un petit peu plus important. Và ở thì trong trường hợp bệnh nhân thở ra thì kỹ thuật viên phục hồi chức năng sẽ đặt tay lên bụng của bệnh nhân và giúp ép hướng lên phía trên để giúp làm tăng lưu lượng thở ra. Il aurait pu également appuyer sur son thorax, mais ce patient en particulier était très douloureux au niveau de sa cannule de trachéotomie. Ở trong trường hợp này thì kỹ thuật viên không đặt tay lên ngực của bệnh nhân bởi vì đây là một cái bệnh nhân mở khí quản và trong với những trường hợp này thì cái bệnh nhân cũng đã khá là đau đớn ở cái vùng lồng ngực rồi. Ce qui est extrêmement intéressant avec ce modèle d'inexsufflateur, c'est que je ne sais pas si vous voyez mon pointeur lorsque je le bouge ici, mais à chaque insufflation, vous allez voir quel est le volume qui entre dans les poumons du patient, et à chaque exsufflation, quel est son débit expiratoire de pointe que vous avez réussi à produire. Ở trên cái màn hình của máy thì chúng ta có thể nhìn thấy là ở trong thì hít vào của bệnh nhân chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái thể tích mà ở trong thì hít vào của bệnh nhân và ngược lại ở trong thì thở ra chúng ta có thể đánh xem có cái giá trị hiển thị của lưu lượng đỉnh thở ra của bệnh nhân. Du coup, ça peut vous permettre de réadapter soit vos pressions, peut-être d'appuyer un peu plus si vous voyez que le débit est insuffisant, ou peut-être de monter les pressions pour atteindre votre seuil d'efficacité.
Mà với cái việc mà quan sát màn hình như thế này để đánh giá về cái thể tích và lưu lượng, chúng ta có thể điều chỉnh để hỗ trợ trong trường hợp kỹ thuật viên muốn tăng cái lưu lượng thở ra của bệnh nhân thì có thể ép vào vùng hỗ trợ, ép vào vùng bụng trong thì thở ra để giúp tăng cái lưu lượng đó. Par convention, au niveau des réglages de l'appareil, on règle toujours, enfin, on règle très très souvent une pression inspiratoire positive qui n'excède pas 40 cm d'eau pour éviter le barotraumatisme. Trong trường hợp mà cài đặt máy thở thì chúng ta luôn luôn nhớ là cái áp lực cài đặt ở thì hít vào là không vượt quá 40 cm nước để tránh gây chấn thương. La pression négative, quant à elle, peut de manière générale être diminuée le plus possible jusqu'à atteindre votre niveau d'efficacité. Với áp lực thở ra âm thì là chúng ta sẽ để mà nó áp lực thở ra âm điều chỉnh tự động và ở cái mức mà âm có nhất có hiệu quả, có thể gây, đạt hiệu quả. Động cơ cái le là la pression négative Oui. à expirator. Alors, la pression négative, elle peut être modifiée assez facilement parce qu'il n'y a pas de risque de barotraumatisme. Et en règle générale, on commence avec une faible pression et on va la diminuer jusqu'à ce qu'on ait un débit expiratoire de pointe qui soit aux alentours de 270 ou 300 litres par minute. OK. Cái đối với lại cái áp lực thì thở ra, áp lực âm thì chúng ta cũng không cần cài đặt vì là đây không phải là cái áp lực mà gây chấn thương. Thông thường thì là chúng ta có thể bắt đầu bằng cái mức áp lực nhỏ và sau đó thì điều chỉnh âm tăng dần lên để đạt được cái lưu lượng đỉnh trên 360 lít phút. En pratique, c'est assez souvent entre moins 30 et moins 40 cm d'eau chez l'adulte. Thông thường thì ở mức từ âm 10 đến âm 30 cm nước. À noter également, pour les patients trachéotomisés, ce qui va être important pour optimiser, s'ils le tolèrent, l'efficacité de la thérapie, c'est de penser à gonfler le ballonnet pour éviter que l'air que vous amenez dans les poumons du patient ne ressorte sur les côtés, de la canule. Đối với những cái bệnh nhân mà mở khí quản thì chúng ta cần phải thử đầu tiên thử bằng bóng trước đối với cái máy này để đảm bảo là khi mà ở trong thì hít vào thì áp lực thở áp lực đẩy vào là làm căng bóng và không bị hở. Voilà pour cette technique d'inexufflation et pour les techniques instrumentales en règle générale. On va pouvoir passer à la dernière partie de cette présentation qui porte sur les adjuvants en kinésithérapie respiratoire. Vừa rồi thì chúng ta đã trình bày các cái kỹ thuật sử dụng tay và kỹ thuật sử dụng máy để giúp làm tránh giúp điều trị cái các cái tình trạng ứ động phế quản. Tiếp theo là các cái biện pháp điều trị bổ trợ để giúp tăng hiệu quả. Ces adjuvants, ils vont avoir pour objectif d'optimiser ou de compléter l'efficacité de notre séance de kinésithérapie respiratoire. Mục tiêu của điều trị bổ trợ là để tối ưu hóa và hoặc là hoàn thiện hiệu quả của buổi điều trị phục hồi chức năng. Donc, c'est rien de plus que des petits trucs, on va dire, pour améliorer notre efficacité. Mục đích là để cải thiện về hiệu quả. La première catégorie va donc s'intéresser aux bronches. Đầu tiên là chúng ta sẽ tác động trên phế quản. L'objectif ici, ça va être de diminuer les résistances à l'écoulement de l'air au niveau des bronches et de les faire passer d'un petit calibre à un calibre un petit peu plus gros. Mục đích là để giảm cái tình trạng mà tăng sức cản ở trong đường thở của phế quản, cản trở cái sự lưu thông của không khí. Pour cela, on peut utiliser donc des produits médicamenteux que vous connaissez aussi bien que moi, les bronchodilatateurs à l'écoulement. Pour l'extérieur de la bronche, pour faire se relâcher le muscle lisse. Và để giảm cái sức cản của đường thở, chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc giãn phế quản là rất là quen thuộc với các bạn rồi. Et des anti-inflammatoires pour faire dégonfler la muqueuse bronchique. Và sử dụng các cái thuốc kháng viêm để làm giảm cái tình trạng tiết dịch. Ça paraît logique, mais il est évident qu'une bronche qui va être très serrée et très inflammée, laissera moins facilement remonter des sécrétions qu'une bronche saine normale. Với cả vous pouvez répéter Oui, je tape pas. pas de problème. Ça paraît simple, mais une bronche qui est contractée et gonflée, c'est une bronche qui ne laissera pas facilement remonter les sécrétions.
Với những cái phế quản mà có cái tình trạng co thắt ấy, thì nó sẽ làm cho cái đường thở nó đường dẫn khí nó bị hẹp lại, và cái việc thông khí của bệnh nhân sẽ không hít được không không hít được không khí, cũng như là không thể có không không thể đào thải, không thể thở ra, không thể đào thải được hết các cái thể tích khí cặn ở trong phổi. On peut donc utiliser ces produits en nébulisation, soit avant, soit pendant la séance de kiné respiratoire. Chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc khí dung hoặc là trước hoặc là trong khi mà chúng ta làm phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Et une chose qui est extrêmement importante et que nous on voit beaucoup dans nos services et c'est très dommage, c'est qu'il faut, dès que c'est possible, favoriser l'administration de ces produits par en bout buccal plutôt que par masque. Donc c'est là c'est le l'instrument pour Oui, nébuliser, c'est ça? c'est ça pour nébuliser. On choisit, si c'est possible, toujours de le faire avec un embout buccal plutôt que par masque. À bon. Để mà thực hiện các cái khí dung thuốc thì chúng ta nên sử dụng cái khí dung mà ống khí dung ngậm qua miệng hơn, tốt hơn là sử dụng cái mát mũi miệng. De cette façon, le produit va aller plus directement dans les voies respiratoires du patient et ne sera pas filtré et perdu dans les fosses nasales. Với cái việc mà sử dụng cái mát cái dụng cụ khí dung mà với cái đầu ngậm miệng như vậy thì cái thuốc nó có thể vào trực tiếp được trong đường dẫn khí mà nó tốt hơn so với cái việc mà sử dụng mát mũi miệng, nó có thể đọng ở các cái vùng khoang của đường hô hấp trên. Deuxième catégorie d'adjuvants en kinésithérapie respiratoire, hop là, ce sont les adjuvants qui vont concerner le mucus. Tiếp theo là chúng ta sẽ tác động trên các cái chất tiết nhầy của đường thở. Et par avance, je suis désolée pour la photo qui va venir, mais ça me permet de bien expliquer le propos. Ouais. Hop là. Alors, l'objectif de ces adjuvants-là, ça va être d'augmenter la possibilité de mobiliser le mucus. Mục đích của cái việc tác động trên các cái chất nhầy này để có thể giúp tăng cái khả năng di chuyển của các cái chất nhầy. Quand un patient est encombré avec des sécrétions comme sur la photo, extrêmement collantes, il va avoir beaucoup plus de difficultés à se dégager. Chúng ta có thể nhìn thấy trên hình là chất một cái tình trạng mà chất tiết nhầy nó rất là đặc quánh như vậy, thì với những trường hợp này thì rất khó để có thể di chuyển được các cái chất nhầy ra phía ngoài để bệnh nhân có thể khạc được ra. Le premier point, le plus important, je dirais, c'est toujours de vérifier que vos patients ne sont pas déshydratés et qu'ils s'hydratent correctement au cours de la journée. Và cái việc đầu tiên trước khi chúng ta thực hiện cái việc phục hồi chức năng để làm giảm tình trạng ứ đọng của phế quản thì chúng ta cần phải xem bệnh nhân của chúng ta đã được bổ sung đủ nước hay chưa, bệnh nhân có tình trạng thiếu nước hay không. En particulier chez les personnes âgées. Đặc biệt là ở người già. Si votre patient est correctement hydraté et qu'il a toujours des sécrétions très épaisses, si cela est possible, vous pouvez essayer de lui faire respirer un air un petit peu plus chaud et un petit peu plus humide. Nếu trong trường hợp mà bệnh nhân đã uống đã được bù đủ nước rồi mà bệnh nhân vẫn có các cái chất tiết nhầy nó đặc quánh thì trong trường hợp đó chúng ta có thể thử làm loãng các cái chất nhầy đó bằng cách là có thể cho bệnh nhân hít cái không khí mà ấm và ẩm một chút. Ça peut être fait par du matériel dédié et médical, comme l'Airvo par exemple, mais ça peut être fait par des moyens également très simples, comme une casserole d'eau chaude salée et la tête au-dessus avec une petite serviette. Chúng ta có thể sử dụng ví dụ trong trường hợp đấy là có thể là đun cồn và utiliser là sérum physiologique salé, c'est ça? Alors là, c'est plutôt pas du sérum physiologique pour de la nébulisation. C'est carrément la casserole d'eau chaude avec du sel, comme pour préparer la cuisine, et la serviette par-dessus. Et on demande au patient de respirer. Trong trường hợp đó thì chúng ta có thể không phải là khí dung nước muối sinh lý mà chúng ta có thể là sử dụng cái nước nước mà đã được làm ấm nóng lên, có thể cho một chút xíu muối vào và bệnh nhân sẽ nó sẽ bốc hơi lên và bệnh nhân sẽ hít thở cái hơi đó, cái hơi ẩm đó. Autrement, pour l'hôpital, il existe des dispositifs qui permettent de réchauffer les gaz inspirés
comme alors peut-être l'Optiflow ou l'Ervo, c'est la même chose, mais la version de domicile. L'oxygène haut débit, peut-être. Một cái cách khác nữa đó là có thể là sử dụng oxy mà với lưu lượng à ODB oxygène. Je pourrais, on pourra en rediscuter après, pas de problème. Ouais. La différence en fait avec les aérosols de sérum physiologique au niveau des sécrétions, c'est qu'a priori, comme ça n'est pas chauffé et qu'il n'y a pas assez de sel à l'intérieur, ça n'est pas suffisant pour hydrater correctement les sécrétions. Ok. Je continue, ça va? Donc, vous pouvez également utiliser des fluidifiants pharmacologiques et notamment le sérum salé hypertonique dans certains cas qu'on utilise beaucoup dans la mucoviscidose, par exemple. Chúng ta cũng có thể sử dụng các cái phương pháp mà pha loãng dược lý, ví dụ như là chúng ta sử dụng cái nước muối ưu trương, hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái các cái thuốc mà có phân thủy DNA giống như trong bệnh mucoviscido. Le sérum salé hypertonique pour l'hydratation des sécrétions semble supérieur au sérum physiologique de par sa plus forte concentration en sel qui va aider l'eau à mieux pénétrer dans le mucus. Đối với lại cái nước muối sinh lý mà ưu trương thì đây là một cái dung dịch mà nó có ưu việt vì nó có thể hấp thu qua cái niêm mạc của bệnh nhân, của đường hô hấp của bệnh nhân. Il doit néanmoins être utilisé avec précaution parce qu'il peut favoriser les bronchospasmes. Donc, il faut utiliser Avec en concertation avec les médecins. Le kiné tout seul Oui, ne doit d'accord. pas. Voilà. Khi mà sử dụng cái nước muối sinh lý, nước muối ưu trương này thì chúng ta cần phải rất là cẩn thận và cần phải sử dụng khi mà có các bác sĩ ở đó vì nó có thể gây ra cái tình trạng kích thích và co thắt phế quản. Et enfin, vous pouvez utiliser des techniques mécaniques, comme on l'a vu tout à l'heure avec les PEP oscillantes, pour aider la fluidification du mucus. Và cuối cùng thì chúng ta có thể sử dụng các cái thiết bị mà giúp hỗ trợ cái tình trạng là làm lỏng các cái chất tiết, ví dụ như là rung hoặc là vỗ với các cái thiết bị trước đó chúng ta đã được học. Il existe également d'autres mécanismes dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, qui permettent de fluidifier, les sécrétions. Telles que les techniques vibratoires avec des vestes, par exemple, ou des techniques de percussion. Ngoài ra thì còn có một số các cái kỹ thuật nữa để làm lỏng các cái chất nhầy mà tôi không trình bày ở trong này, ví dụ như là các cái kỹ thuật mà ví dụ như là truyền dịch, bổ sung dịch chẳng hạn. Dernier point, dernière technique adjuvante pour la kiné respiratoire, c'est le travail sur le positionnement du patient. Một cái bổ trợ điều trị bổ trợ cuối cùng đó là chúng ta tác động trên tư thế của bệnh nhân. Cette position, elle va être, enfin, le positionnement du patient, c'est quelque chose qui va être extrêmement important en kinésithérapie respiratoire parce que ça va beaucoup nous aider. Cả về việc mà áp dụng thay đổi trên tư thế của bệnh nhân thì trong thực tế các cái bằng chứng khoa học đã cho thấy là rất là hiệu quả. En effet, si vous regardez l'image de gauche, eh bien et vous pouvez le constater dans vos services, les patients qui restent trop souvent au lit, par exemple, ou qui sont trop souvent allongés, vont avoir tendance à collaber certains territoires, plutôt les zones postérieures et inférieures des poumons. Chúng ta có thể thấy hình ở bên tay trái với những cái bệnh nhân mà thường xuyên nằm ở trên giường như vậy thì sẽ có một số các cái vùng phổi mà sẽ bị xẹp, đó là các cái vùng phổi ở phía sau và ở phía dưới sát vòm hoành. Voilà. Et ce sont des patients qui, du coup, vont être plus sujets à l'encombrement. Ils vont s'encombrer plus facilement. Và đây là những cái bệnh nhân mà thường xuyên có cái tình trạng ứ đọng. Pourquoi? Parce que dans cette position presque allongée, le diaphragme va avoir du mal à se contracter du fait de la pression abdominale importante et de la pesanteur qui agit contre lui.
Bởi vì là trong cái với cái tư thế mà nửa nằm nửa ngồi như vậy thì cái sự co của cái hoạt động di chuyển của cơ hoành sẽ gặp khó khăn, bởi vì là không thể cái việc di chuyển xuống của cơ hoành thì gặp cái trở ngại, đó là vì cái vùng bệnh nhân nằm và nó tì vào giường như vậy, và cái di chuyển lên trên của cơ hoành cũng gặp khó khăn. À l'inverse, lorsque votre patient est en position bien redressée, donc bien assis, voire même au fauteuil ou debout, la pression abdominale qui agissait contre le diaphragme va diminuer et celui-ci va pouvoir travailler plus correctement. Và ngược lại, ở tư thế khi bệnh nhân ngồi, ví dụ bệnh nhân ngồi ở ghế chẳng hạn, thì cái áp lực ở trong ổ bụng nó sẽ giảm đi, và cái tác động trên cơ cái áp lực tác động lên cơ hoành giảm đi, vì vậy mà cái sự di chuyển của cơ hoành trong trường hợp đó sẽ tốt hơn. Donc, dès que c'est possible, il faut surtout veiller à mobiliser le patient le plus fréquemment possible et à venir l'installer au fauteuil, le verticaliser au plus tôt. Ça fait aussi partie de la kinésithérapie respiratoire. Chính vì cái lý do này mà chúng ta cần phải di động, cần phải bệnh nhân cần phải được vận động sớm, cần cần phải đưa ra khỏi giường, ngồi ở ghế, và vận động càng sớm càng tốt. Voilà pour ce qui est de la position assise. L'autre conseil positionnel qui peut être intéressant en kiné respiratoire, c'est le positionnement sur le côté, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Một cái tư thế nữa mà rất là hữu ích ở trong phục hồi chức năng hô hấp, đó là tư thế nằm nghiêng về một bên mà chúng ta cũng đã trình bày ở trước như trong kỹ thuật Engol. Alors, ce positionnement sur le côté, il peut être intéressant dans plusieurs cas de figure. On a vu tout à l'heure que pour le désencombrement, ça pouvait être intéressant de mettre le côté à désencombrer vers le bas. Với những trường hợp mà bệnh nhân có cái tình trạng ứ động ở bên, thì cái bên phổi ứ động đó bệnh nhân nên được khuyến khích là nằm ở tư thế nằm nghiêng với cái bên phổi ứ động tựa nằm ở phía thấp. Mais dans d'autres cas de figure, comme par exemple une atélectasie avec un territoire condensé, ça peut être aussi intéressant de mettre le poumon atteint vers le haut. Và một trong cái trường hợp cái nữa rất là thú vị, đó là trong những trường hợp mà bệnh nhân có vấn đề xẹp phổi, các cái trường hợp mà xẹp phổi rồi đông đặc, thì cái phần phổi mà bị xẹp đó thì nên được đặt ở bên trên. En effet, dans cette position, la pression autour de la zone condensée va avoir tendance à diminuer et le poumon aura une meilleure aération. Il sera plus ouvert, on peut dire ça comme ça. Với cái tư thế mà với cái bên phổi xẹp hoặc là đông đặc mà được đặt ở bên trên, tức là nằm nghiêng và bên phổi đó lên trên, thì ở tư thế đó cái phổi sẽ được thông khí tốt hơn và các cái phế nang sẽ được mở ra tốt hơn, tránh được cái tình trạng xẹp phổi. Donc on peut retenir sur dans cette position, le poumon qui est en haut est plus aéré et le poumon qui est en bas est plus ventilé. Và với cái phổi mà nằm ở phổi bên phía dưới thì lại được thông khí tốt hơn. Voilà pour ces conseils sur les adjuvants en kiné respiratoire et on va pouvoir conclure par quelques messages de fin. Chúng ta có một số các cái ghi nhớ. Donc, vous l'avez vu, il existe beaucoup de techniques manuelles et instrumentales en kinésithérapie respiratoire. Chúng ta có rất nhiều các cái kỹ thuật để làm giảm tình trạng ứ động phế quản, có thể là các kỹ thuật sử dụng tay hoặc là sử dụng dụng cụ. Et le niveau de preuve est variable selon les cas et selon le type de technique et selon ce qu'on recherche. Và cái mức độ bằng chứng thì thay đổi tùy theo từng trường hợp, tùy theo là trong ngắn hạn hay dài hạn, và tùy theo cái kỹ thuật mà chúng ta sử dụng. Donc là, les effets à court terme et in vitro de ces techniques sont en règle générale bons et effectivement, ces techniques aident au désencombrement. Các cái kỹ thuật về hiệu quả bằng chứng trong ngắn hạn thì cho hiệu quả khá là tốt, đặc biệt là các cái kỹ thuật mà làm giảm cái ứ động, giúp giảm ứ động ở phế quản. Mais il y a eu peu d'études faites sur les effets à moyen et long terme de ces techniques. Tuy nhiên thì các cái bằng chứng về hiệu quả trong trung và dài hạn thì còn hạn chế. Donc, pour savoir finalement quoi utiliser avec nos patients, ce qui est extrêmement important, c'est tout d'abord d'analyser leur profil et leurs symptômes. Và để biết là chúng ta cần nên áp dụng kỹ thuật nào thì chúng ta cần phải khám, phân tích, đánh giá tình trạng bệnh nhân, các triệu chứng của bệnh nhân và các cái chức năng suy giảm để chúng ta lựa chọn.
de connaître leurs déficits et ensuite de choisir la technique la plus adaptée. Và cái việc đánh giá các cái triệu chứng, các cái sự cái chức năng bị suy giảm và chúng ta lựa chọn cái kỹ thuật để sử dụng, đồng thời là chúng ta đánh giá đáp ứng của bệnh nhân khi thực hiện cái kỹ thuật đấy như thế nào để chúng ta điều chỉnh. Je vous remercie de votre attention. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Gérard. Mon laptop a enfin reconnu mon nouveau.